Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng đồng hành với nhau ở trong một bản điểm tin vào buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. À, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng có ba nội dung chính. Phần thứ nhất là Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi view một số các cái danh mục rất là căn bản của thị trường từ nhóm cổ phiếu trụ đến nhóm thép, nhóm ngành dầu khí. Uh, nhóm ngành bất động sản, xây lắp hạ tầng đầu tư công, nhóm ngành uh, chứng khoán, nhóm ngành banh và còn thời gian thì chúng ta sẽ review một số các cái nhóm ngành phụ tiếp. Uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đánh giá kịch bản phân tích tuần, bản tin tuần video số 153 trăm uh, vâng một bản tin tuần rất quan trọng để chúng ta uh, nắm được xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua và phần cuối cùng phần thứ ba đó là Cũng sẽ có một vài ý để chúng ta có một vài phân tích dự báo về xu hướng thị trường trong tuần tới và ít nhất là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Và thường thường thì như vậy là chúng ta sẽ có thêm một bản tin phụ ở giữa tuần thì Hùng Lê sẽ up ở lên kênh Hùng Lê chứng khoán. Các anh chị cứ tìm cái từ khóa Hùng Lê chứng khoán ở đây thì chúng ta sẽ ra cái kênh này. Và cái kênh này thì Hùng sẽ up những cái bản tin rất ngắn. Ờ đâu đó nó có khoảng tầm độ 15 đến khoảng 20 phút thôi. Ví dụ trong bản tin phân tích thị trường ngày 23 tháng 11 thì cũng có phân tích kịch bản của chỉ số VN30, chỉ số VN-Index và phái sinh. Và đồng thời thì chúng ta nhấn mạnh một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản gồm có mã cổ phiếu DG, Shell, Đất Xanh, KDH, Nam Long, cánh mua gọi là mua thêm ấy và nhóm ngân hàng thì chúng ta đặc biệt lưu tâm đến BIDV, Công Thương, STB, Liên Việt Postbank, MBB, VBank và Techcombank. Đấy là những cái mã cổ phiếu rất là đáng chú ý trong những cái quãng thời gian vừa qua. Và bản tin ngắn thì chúng ta chỉ phân tích ngắn gọn thôi và chúng ta chỉ view qua thôi, còn bản tin tuần thì chúng ta sẽ có cái sự chi tiết hơn. Như vậy là chúng ta có hai kênh để trao đổi cùng với anh chị em và Thêm một cái kênh nữa đó là kênh Zalo, thì uh, kênh Zalo nó sẽ là một cái kênh trực tuyến nhất bởi vì rõ ràng một điều là thị trường luôn luôn biến động, cổ phiếu luôn luôn biến động và các anh chị cần có những cái tham vấn và về bản chất á, thì uh, <laughs> Hùng Lê luôn uh, có một cái quan niệm đó là chúng ta trao đổi hai chiều, tức là Hùng Lê cũng là một cái người đi trước thì có thể có một uh, tí tẹo kinh nghiệm và các anh chị cũng như vậy chúng ta cùng trao đổi cho nhau, uh, cùng nhau thảo luận, cùng nhau trao đổi cùng nhau học hỏi để làm sao để làm sao là kiến thức của các anh chị sẽ bổ trợ dùng lên và những cái kinh nghiệm của ông Lê sẽ bổ trợ cho các anh chị. Để làm gì? Mục tiêu của chúng ta đó là đi chậm, đi chắc, đi bền trên thị trường chứng khoán. À chúng ta có thể kiếm tiền rất nhanh, có thể nhịp này các anh chị kiếm được 1 tỷ, 2 tỷ, vài tỷ nhưng sau đó một cái nhịp sau đó chúng ta kiểm soát rủi ro không tốt, chúng ta kiểm soát tâm lý không tốt, chúng ta mặc margin chúng ta lao vào một cái cuộc chơi. Đó và 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 như vậy là chúng ta sẽ bị mất hết. Đó thì bản thân là Hùng Lê có một người bạn làm việc cùng với cậu Hùng Lê tại công ty chứng khoán TVSI và hôm vừa rồi vừa gặp lại thì bảo một cái một cái một một cái rất là buồn. Tức là trong năm 2020 và 2021 bạn ấy kiếm được rất nhiều tiền, báo cáo với anh chị là đâu đó nó khoảng tầm độ 8 tỷ. Sau đó thì bạn ấy bảo là em muốn mua nhà Vinhome nhà nó to hơn đàng hoàng hơn đẹp đẽ hơn và vào full mặc zin nắm giữ 500.000 cổ phiếu uh, TCH ở giá 30 tức là khoảng uh, có đâu đó khoảng 7 tỷ 8 tỷ gì đó và mặc zin vào nữa là nó rơi vào được khoảng tầm đó cũng không biết vào quay mượn như nào đó 15 tỷ tương đương với 15 tỷ giá vốn của cổ phiếu TCH tại vùng giá 30 các anh chị uh, TCH đây Ờ, tại vùng giá 30 và trong cái nhịp vừa qua thì TCH đã rơi về vùng 6, khả năng là có chia, thế có chia đó và về đến vùng 6 tới giá 30 trước chia. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là uh, nhịp vừa rồi thì đi hết sạch và nó không còn cái gì nữa bởi vì full margin mà. Đó thì cứ hao mòn hao hao dần vậy thôi nên là cái câu chuyện ở đây là chúng ta cùng nhau chia sẻ và uh, không phải là chúng ta nhịp này chúng ta kiếm được 7 tỷ, 6 tỷ là chúng ta mừng đâu anh chị và chúng ta à, bình tĩnh từ từ và chúng ta đi chậm đi chắc đi bền ở trên thị trường chứng khoán thì đấy là một cái à, điều rất là quan trọng mà rất ít nhà đầu tư của chúng ta có thể làm được. Đó là một vài ý mà chúng ta chia sẻ như vậy. Và khi về với team của ông Lê thì chúng ta có cái sự tương tác hai chiều. Các anh chị biết thông tin các anh chị up lên nhóm để tất cả mọi người trong nhóm đều biết và ông Lê có thông tin thì ông Lê sẽ up lên và chúng ta sẽ trao đổi trên cơ sở đó là tham vấn ý kiến của nhau đó chứ hùng cũng chỉ là một cái hạt cát ở dưới biển khơi thôi nó không có cái gì cả nhưng mà uh, chúng ta có một cái đánh chứng khoán chúng ta có một cái tập thể và cái tập thể đó tốt thì chúng ta sẽ tốt cái tập thể đó xấu thì chúng ta sẽ xấu giống như là chúng ta ở trong một cái hội đồng ấy, mà những cái con người người ta sẵn sàng giúp đỡ mình uh, rồi uh, gặp khó khăn người ta sẵn sàng giúp đỡ mình thì tự khắc là cái 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 tâm hồn của mình cái tấm lòng của mình cũng cởi mở để mà cảm hóa và mình cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ những người khác còn chúng ta sống trong một cái cộng đồng mà uh, chúng ta không có những người tốt, không có những người sẵn sàng giúp đỡ Thì dần dần về sau chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái tâm lý như vậy Và mong muốn rằng là khi chúng ta uh, xây dựng cái cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng Đó là một cái mục tiêu, một cái tôn chỉ duy nhất là cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau đồng hành trên uh, cái chặng đường đầu tư Thì đấy là tất cả những cái mong muốn của ông Lê Và 4 năm qua, từ năm 2018 cho đến năm 2022 À, chuẩn bị kết thúc năm 2022 thì chúng ta như vậy là là 4 năm qua thì chúng ta cũng đã à, làm được những cái việc như vậy có những việc chúng ta làm được có những việc chúng ta chưa làm được tuy nhiên à, chúng ta vẫn à, có những cái điểm sáng à, trong cái quá trình mà chúng ta làm việc như vậy là rất là tốt <laughs> Ờ, nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ đi uh, view lại danh mục Đối với vix thì uh, chúng ta đã phân tích trong tuần trước là vix đã đạt được cái target vùng 66 hôm Lê có lưu ý với các anh chị là tại cái vùng này thì nó là vùng kháng cự Và các anh chị nhìn thấy trong tuần nó đạp Thì vùng đạp mà chúng ta có dự kiến dự chỉnh cung ở quanh vùng 61.5 uh, Nhìn chung thì trong tuần vừa qua uh, nó có đạp uh, sâu hơn một tí uh, Tuy nhiên kết tuần thì nó đã lấy lại vùng 65 rất là đẹp đúng không Nó có test lại vùng 60 đấy các anh chị Tức là cái vùng... Uh, trên mặt về mặt kỹ thuật đó, thì nó cái điểm này là cái điểm mà kháng cự thì bây giờ nó test lại thì nó cũng hoàn toàn là bình thường và cái nền cái tuần thì rất là đẹp vick đã uh, vùng lên và với một cái điểm sáng như này thì tuần tới vick sẽ công lại vùng 66 và sau đó vùng 68 và xa xa hơn thì sẽ vùng 71 nhưng anh chị lưu ý là vùng 66 và vùng 68 là vùng kháng cự của vick có hàng thì có thể canh chốt một phần ở vùng đó đối với vinhome trong tuần có dự chỉnh vùng 45.5 ở uh, kết tuần thì nó lấy lên được vùng 47 Mặc dù trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm địa chỉnh cung tụt qua khỏi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, Và nhìn về mặt ý đồ thì như vậy chúng ta có thể mường tượng rằng là Trong cái giai đoạn ngắn hạn thì gần như Vinhome đã Vinhome đã hình thành được một cái nhịp tích lũy đáy Và cái nhịp này là nhịp tích lũy cấp 2 Và ngắn hạn thì tuần tới có thể hướng về lại vùng 48 đến vùng 50 các anh chị lưu ý là ông đã nốt lại cái vùng này Đây là vùng kháng cự Thì đương nhiên nó sẽ gặp khó khăn ở vùng này Cổ phiếu Vincom Retail ở Trong tuần có chỉnh cung lại quanh vùng 26 Tương đối ổn à, Tuần này thì nó đang cố công lại vùng kháng cự ở đây Nói chung là các anh chị mà bắt được vùng thấp Thì chúng ta sẽ lưu tâm đến cái vùng kháng cự 29 30 ở nhịp này à, Vinamilk, Vinamilk trong tuần thì cái sự bứt phá của Vinamilk khá là tốt đó, tuần trước thì Vinamilk đã chỉnh cung và cái vùng chỉnh cung kỹ thuật thì chúng ta đã có nói đến đâu đó vùng 74 rồi uh, vùng 75 trong tuần này thì cũng có dự kiến là Vinamilk sẽ quay trở lại test vùng 75 Tuy nhiên là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó chỉ test về đây anh chị tức là nó chỉ test về quanh cái vùng tham chiếu và sau đó thì nó đẩy lên được trên cái biên 77.5 cộng như vậy đó là tín hiệu riêng tín hiệu của ngày thứ hai đã là tốt rồi và sang ngày thứ ba nữa thì nó là cái nền xác nhận rồi và sau cái nền xác nhận này thì Vinamilk tiếp tục tăng và tuần này thì nó tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu uh, 82 là rất là đẹp và với một cái lực đi như hiện tại thì khả khả quan khả quan nhịp này là Vinamilk sẽ kéo lên quanh vùng 84 đến khoảng vùng 85. Đó, kháng cự này. Uh, thậm chí xa xa hơn thì có thể kỳ vọng được Vinamilk vượt lại được ở trên vùng 87. Đó và nhịp này thì coi như Vinamilk có thể kỳ vọng một cái sóng dài rồi các anh chị đó kỳ vọng một sóng dài và trên cái sóng dài đó thì bao giờ nó cũng vậy nó tăng rồi nó phải gì nó phải chỉnh cung và trong tuần cũ thì cũng đã có dự báo là khi mà về đến vùng 82 thì nó sẽ chỉnh cung đó thì có thể là nhịp này nó sẽ kéo lên được đâu đó khoảng vùng 85 đến vùng 87 rồi nó sẽ tiếp tục một cái nhịp test cung kỹ thuật ở đây Ví dụ nó test lại ở khoảng quanh vùng 81.5 đến khoảng vùng 82 ở đây không thủng và lực cầu tiếp tục được đổ vào thì như vậy là tại những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật này là các anh chị đang nắm giữ vinamilk là chúng ta sẽ canh để chúng ta gom đó mục đích của cái công việc uh, uh, chúng ta đi phân tích kỹ thuật đó là chúng ta dò tìm dò tìm các anh chị nhá chứ không phải là tìm dò tìm nó khác giống như dự báo thời tiết nó khác mà báo thời tiết nó khác Đó, dự thôi chứ còn nếu mà báo thì nó lại siêu phẩm quá hoặc là chúng ta biết được chính xác thì nó lại nó lại không hình thành cái thị trường anh chị chúng ta không ngồi đây nói chuyện với nhau nữa đó, cái sự kỳ vọng khác nhau tạo thành cái thị trường giao dịch chứ còn ai cũng kỳ vọng là à về đến đây là tôi mua thế thì ai bán hàng cho các anh chị mà mua hoặc là ai cũng kỳ vọng là à 105 tôi sẽ bán thế thì ai mua cho các anh chị bán đúng không ạ đó mới là thị trường đấy mới là cái hay của thị trường chứng khoán rồi, uh, VDC chúng ta có tuần vừa qua thì VDC đã test lại về vùng 97.5 và trong cái biên dự kiến của vùng đó là 95 đến năm và nó có test ở biên trên. Uh, sâu hơn vùng 97.5 một tí 97 đây, có lực hồi, nói chung là em này bây giờ đang mất thanh khoản nên khả năng nó cũng chỉ đi ngang ở quanh vùng 100 thôi. Uh, chờ tín hiệu. SKG cũng chưa đạt, tức là nhóm vận tải đã chưa đạt trong tuần vừa qua thì xúc đông kiên giang đã chỉnh cung về dự kiến quanh 12.5 có lực hồi tuy nhiên lực hồi này thì khả năng đấy, trong tuần nó có một cái điểm hồi đấy các anh chị này đó nó cũng hồi đấy sau đó nó test lại này bây giờ nó có điểm hồi thứ hai thì nó cũng cũng khả năng là nó chỉ hồi về quanh vùng 14.142 thôi đó Ờ, trụ man san <laughs> trụ man san thì uh, trong các cái bài phân tích trước đây ở uh, tại những cái thời điểm mà ông lê có phân tích ở quanh vùng 75 76 năm thì ông đã bắt đầu phân tích một sóng lên các anh chị và đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang phân tích một sóng lên của man san trong tuần thì man san có hai vùng chỉnh uh, vùng chỉnh thứ nhất đó là phiên ngày thứ hai chỉnh quanh vùng 93 và vùng chỉnh thứ hai nó sẽ test lại vùng 90 thì tại sao nó lại test lại vùng 90 bởi vì vùng 90 nó là vùng kháng cự một vùng 97 nó là vùng kháng cự hai thì thông thường là sau khi mà nó break nó đạt được cái kháng cự 2 thì nó sẽ quay lại nó test cái kháng cự một hoặc là nó sẽ test 50%. Đấy 50% là quanh vùng 93 và test hết nó sẽ quanh vùng 90. Ở nhìn về xu hướng của Manzan vẫn đang tương đối ổn định khi mà lực cầu giao dịch đạt trung bình quanh triệu cổ phiếu trên một phiên. À, tín hiệu giá thì tuần tới khả năng khả năng là nó sẽ còn test lại quanh vùng 90 một lần nữa. Mục tiêu sẽ công thủ vùng 97 và hướng lên vùng 105. Ờ <laughs> uh, PNG, PNG thì khá là tốt. Trong tuần thì gần như PNG không có chỉnh cung. ở uh, trong cái vùng dự kiến chúng ta có nói đến vùng 97 đến vùng 98 nhưng mà nó không về đến vùng này. Uh, phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó test sấp xỉ rình dập ở trên cái vùng quanh cái vùng giá tham chiếu và nó đóng cửa phiên ngày thứ hai nó đã thể hiện một cái gì ạ một cái xu hướng tích cực của khối phiếu png mặc dù lực cầu thì đang khá là thấp nó kéo không vôn nhịp này png gần như kéo không vôn thì tuần này thì nó đã lên được lại cái vùng kháng cự 108 tám, nhưng không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất khả năng tuần tới nó sẽ có một cái nhịp test nhẹ nó sẽ test nhẹ lại ở cái vùng mà nó vừa break đây tức là khoảng quanh 105 năm. sau đó thì nó sẽ tiếp tục kéo hội tụ lên ở khoảng quanh vùng 110 đến khoảng vùng 111. Tuần tới sẽ là tuần rất là hay và theo quan điểm Hùng Lê nó là tích cực. Các anh chị, nó là tích cực. <laughs> à, đối với MWrook, các anh chị lưu ý, hiện tại thì Hùng vẫn đang phân tích một sóng giảm và hiện tại thì MWrook chưa có những cái tín hiệu kỳ vọng lạc quan. Trong tuần thì MWrook đã về quanh vùng 37.5 và thậm chí à, trong cái góc độ định hướng là MWrook hoàn toàn có thể test về vùng 35. Đó, hoàn toàn nó có thể test hết về đây Cho nên là tuần tới thì nó vẫn khả năng là vẫn dập dìu ở quanh vùng 37.5 thôi vòng sẽ bám sát thêm tín hiệu để phân tích ở Cổ phiếu PET nó cũng đã đi khá đúng với dự báo nhịp một thì khả năng kéo lên vùng 17.5 và nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung ở đây các anh chị này và nhịp chỉnh cung thì chúng ta có dò tìm lại vùng một ở cái thuật 13 14 ở đây thì các anh chị nhìn thấy đây là hai cái nến mà nó gì ạ nó về đến vùng ví dụ phiên ngày hôm nay nó sâu nhất đó là vùng 13 7 Tức là nó đã đi về biên 13 và 14 rồi Như vậy chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua được những cái vùng giá ít nhất là 14 Sau đó 13, 7, 13, 5, 13 Ví dụ như vậy, đấy là những cái vùng giá mà chúng ta giải lệnh thì chúng ta gom à, Ngắn hạn, tiếp tục ngắm vùng 17.5 đến vùng 18 Ờ uh, ở đây DGW thì chúng ta tuần uh, trong tuần thì nó có test lại vùng 38 đó là vùng dự báo và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 35. Như vậy hiện tại tuần tới khả năng sẽ đi ngang ở quanh vùng 35. Ờ uh, HX trong tuần uh, nó nhìn chung là HX test khỏe hơn so với dự kiến, vùng 13 136 nói chung là chỉ có một điểm mút 136 ở đây thôi. Trong phiên giao dịch của ngày thứ năm đó và sau đó thì nó rút chân lên và phiên ngày thứ sáu thì tương đối là tích cực mặc dù lực cầu thì nó đang hơi kém như vậy ngắn hạn có thể kỳ vọng kéo lên khoảng vùng 16 16 2 anh chị lưu ý kháng cự này Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang nhóm cổ phiếu ngành thép à, thì đối với đối với nhóm cổ phiếu ngành thép thì cũng có tổng hợp lại ở đâu đó phiên ngày 22 tháng ngày 22 tháng 11 tức là ngoài cái bản tin phân tích tuần đó đó, ngày 2 tháng 11 này các anh chị này, lưu ý ngày 22. À, rồi, HPG sẽ phân tích ở đây. Đó, ngày 22 thì đây là ngày uh, 12 21 này. Và đây là ngày 22. Ok anh chị. Thì ngày 22 lồng lê đã có một cái nốt lại cho các anh chị về các cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Đối với nhóm thép thì phiên ngày hôm nay nhóm thép chạm kháng cự bắt đầu có dấu hiệu chỉnh cung do đó các cái tài khoản cầm nhóm này thì cả canh uh, ke cái nhịp chỉnh cung để gom lại hàng cái nhịp hai. Thì ví dụ như Hòa Phát chúng ta có vùng kháng cự 15 16 thì vùng chỉnh cung một quanh 14 và vùng chỉnh cung quanh 12 thì chúng ta nhìn lại xem. Thì về bản chất ở trên bản tin tuần thì hùng đã có phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi đúng không ạ? khi mà hòa Pháp tiệm cận về cái vùng 15 16 ở đây thì chắc chắn nó sẽ gì nó sẽ chỉnh cung và nó có ba cây nến chỉnh cung 1 2 3 bốn cây nến chỉnh cung chính xác là bốn đó thì ít nhất là vùng 1 là 14 vùng 2 là 13 như vậy thì chúng ta sẽ mường tượng là à nếu chúng ta gom thì thì ai cũng hiểu được là 14 ta đặt một bước giá 13.5 ta đặt một bước giá và 13 ta đặt một bước giá đó là ví dụ chúng ta đặt ba bước giá còn ví dụ chúng ta đặt bốn bước giá thì sao thì chúng lại chia ra 14 rồi 13 8 13 năm rồi 13 2, 13 ví dụ như vậy đó là cái cách để chúng ta dự báo thôi. Các anh chị không ai có thể biết được chính xác là cổ phiếu nó sẽ chỉnh về đâu và điểm sâu nhất là ba 13, sáu 6. 13, 6. trong cái dự báo ở khoảng 13 đến khoảng vùng 14 như vậy là chúng ta đã dự báo cũng tương đối là sát đúng không? Và hai cái nến long rất là đẹp ở đây. Thì như vậy là tuần tới nó lại tiệm cận lại vùng 16 và chắc chắn về đến vùng 16 nó lại lắc. Và khi nó lắc á, à khi nó lắc thì nó lại chỉnh một nhát nữa nó sẽ chỉnh cung một nhát nữa nếu đẹp thì chỉnh về 15 mà xấu xấu hơn thì đâu đó khoảng vùng 14.5 ở thì theo dự dự như vậy thôi tất nhiên là chúng ta cần phải bám sát lên những tín hiệu để chúng ta dò những cái điểm này chứ không 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 đơn giản đâu các anh chị đó và như vậy là trong ngắn hạn thì nhóm thép cũng bắt đầu hình thành được một phân kỳ tăng và nhóm thép thì rất ok rồi đó ví dụ như vậy đấy các anh chị hoa sen chỉnh cung như vậy là chúng ta sẽ vùng chỉnh một quanh 9 và vùng chỉnh hai là vùng 8.4 đến vùng 8.7 chúng ta nhìn xem. HSG. Nó trong phiên ngày 22 thì hôm đã bắt đầu phân tích như vậy. Đây các anh chị, phiên ngày 22 đó, nó đúng kịch bản nó đấy, ngày 22 đây, ngày 28 11. Thì khi chạm về cái vùng ở đây là vùng 10 đến khoảng vùng giá 10.5 thì nó sẽ chỉnh cung và nó có một cây, hai cây, ba cây chỉnh cung. Vùng chỉnh một quanh 9 và vùng chỉnh hai là quanh vùng 8.4 đến khoảng vùng 8.7 Ok các anh chị và như vậy là chúng ta có trọn vẹn hoa sen hai điểm mua à, đẹp và kết tuần ở 9.86 đó như vậy là lãi thôi chắc chắn mua hai điểm mua này là lãi thì chứ không có lỗ thay vì các anh chị là chúng ta có rất nhiều tài khoản họ đua vào ở dù gì ạ à, vùng 10.1 ở đây thì chúng ta à, kiên nhẫn và theo dõi à, nốt lại những cái phân tích của ông lê để chúng ta à như vậy ông này ông nói như vậy thì chúng ta xem xem thế nào có đúng không ví dụ như thế đó mình cũng có dự dự như vậy vậy thì kết hợp giữa cái phân tích của mình và phân tích của ông hùng thì chúng ta à xem như vậy à được hợp lý thì chúng ta theo ví dụ như vậy tất nhiên là không đúng hết đâu các anh chị nhá không đúng hết không có gì là tuyệt đối cả và nó chỉ có thuyết tương đối thôi như vậy mục tiêu tuần tới thì nó lại về lại vùng 10 đến vùng 10.5 và nó sẽ bắt đầu chỉnh cung thôi nam kim thì chúng ta không tra lại được các anh chị nhá hoàn toàn tương tự À, chạm vùng 10 thì nó chỉnh cung và vùng chỉnh cung dự kiến của Nam Kim ở 8.5 như vậy là cũng xí soát về đúng vùng 8.5 và nó bắt đầu có một nhịp long lại khỏe thì vượt 10 và nó có thể tiềm cận đến vùng 10.7 và nó sẽ bắt đầu một cái nhịp chỉnh cung tiếp theo đó vậy thì gì cái việc mà chúng ta dự báo như vậy để làm gì để à về đến quanh vùng 8.5 à tôi gom ít à, về đến vùng 10.5 10.7 à vùng này không gom nữa mà vùng này có hàng tôi bán ra đơn giản nhỏ như vậy thôi Ok VGS thì dự chỉnh quanh 7 nhưng mà nhịp này nó chỉ chỉnh về quanh 7.5 và cũng đã có một uh, VGS là dự chỉnh vùng 8 và vùng 7 và nó về lưng chừng ở giữa là vùng 7.5 Ok uh, Long Max có thể long về khoảng 10.2 10.3 và sau đó thì nó bắt đầu một cái nhịp test cung tiếp theo để hình thành một phân, định, phân kỳ tăng ở đây TVN <laughs> Khá đẹp. Trong tuần thì cũng đã chỉnh về vùng 4.3. Đó là vùng chỉnh cung dự kiến. À, có một nhịp long nháp ở đây. Nhưng mà khả năng tuần tới thì nó sẽ test thêm lại vùng 4.5. Mắc cái nhịp này sẽ kéo về khoảng vùng 5.3 đến vùng 5.5. Và sẽ chỉnh cung một nhịp chỉnh tiếp theo. À, TLH. À, rồi ok các anh chị. Chạm đây là chạm 6. Sẽ chỉnh cung. Và dự kiến chỉnh cung ở vùng 5. Nhưng nó chỉ về đến khoảng vùng 5.3 5 5, 5 thôi. Và nó đang long lại. À, lực bắt lực bắt thì cũng tạm tạm ổn, đường mác ổn. Như vậy là tuần tới khả năng sẽ kéo vượt 6 và tiệm cận đâu đó khoảng vùng 6.3 và nó sẽ bắt đầu chỉnh cung và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái nhịp chỉnh cung này. Nhóm thép khá là ok và trong phiên giao dịch ngày 22 thì hùng đã uh, khuyến nghị các anh chị là chúng ta các cái tài khoản của chúng ta đang cầm thép thì chúng ta uh, ke nhịp chỉnh để chúng ta ăn thôi. Đó. Và những cái thước phim chỉnh ví dụ TVN ở vùng 4.3. ờ uh, TLH ở vùng 5 đến vùng 5.2. Đó rồi VGS thì chúng ta sẽ vùng 1 ở quanh 8 và vùng 2 ở quanh 7 và nó về cái điểm lưng chừng ở 7.5. Đó thì đấy là những cái dự báo sớm các anh chị nhá, ngày 22 tháng 11. Rồi, bây giờ thì chúng ta sang một cái nhóm ngành thứ hai, à, nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản. Thì đến thời điểm hiện tại ông Lê cực kết bất động sản luôn các anh chị ạ. À, vì sao? Thứ nhất đó là khi những cái thông tin xấu nó xấu tồi tệ lắm rồi, nó nó gọi là chết đến nơi rồi mà nó không chết nữa À, nó không hoảng ngủ tỏi nữa thì đấy sẽ là những cái thời điểm à, những cái thời điểm vàng để chúng ta gom và nắm giữ những cái mã cổ phiếu trong những cái đối tượng như vậy và thêm một cái ý nữa à, thêm một cái ý nữa muốn lên lưu ý với các anh chị đó là gì đó là nhóm ngành bất động sản đã giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua tức là nó là nó là cái tội đồ vậy thì khi thằng tội đồ ấy mà nó không thằng không thành tội đồ nữa thì như vậy cả thị trường khả năng sẽ phục hồi và sẽ đi lên đó là đáy của thị trường các anh chị cái thằng mà nó phá nhất ấy, cái thằng mà nó 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 quậy nhất ấy, cái thằng mà nó nó khùng nhất ấy. À, tự dưng là nó lại êm à, nó lại vui vẻ là happy trở lại, nó lại thế là tự dưng là đấy là cả thị trường tạo đáy đi lên. Và Hùng rất kỳ vọng ở trong cái tuần vừa qua Hùng rất kỳ vọng cái vùng hội tụ kỹ thuật tí nữa ông sẽ phân tích thêm sau so thêm, đó là vùng 920, ở 930, 935, đấy là những cái vùng hội tụ kỹ thuật mà kỳ vọng là về đến đó là tạo lập sẽ bắt to trở lại và khi nó đạt được những cái tín hiệu kỹ thuật à, tốt như vậy rồi thì đấy sẽ là một một trong những cái đó, một trong những cái yếu tố rất là tuyệt vời. Thì trong ngày 23, Hùng cập nhật một loạt các mã cổ phiếu về nhóm ngành bất động sản cho anh chị luôn. Ngày 22 thì Hùng đánh giá nhóm thép. Ngày 23 thì Hùng đánh giá nhóm cổ phiếu ngành bất động sản. Ví dụ như sale Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nhặt dần, nhặt nhặt nhặt, nhặt thêm, nhặt thêm, nhặt thêm ở vùng 11 4, 11 năm sau đó thì dùng lệnh điều kiện 10.5 đến 11 ví dụ như vậy. Bởi vì đối với nhóm ngành bất động sản thì chúng ta đã có một cái sự phân tích khá là sớm ở trong tuần trước nữa chứ không phải tuần này. Tuần này chỉ là bổ sung gom thêm thôi. Ok các anh chị, bất động sản hay rồi, hay lắm rồi. Đó DG dự kiến chỉnh 12 này, sau đó thì là vùng bao nhiêu ta? vùng 10.8 mà vùng 10.8 nó vùng 10.8 thì không về đến nhưng mà vùng 12 thì gom ngon nó gom ngon DG giá 12 này đó 12 là gom đường này sau đó là 10.8 đến 11 đó có giá 11 không ta khả năng là có thế nhỉ không không về đến 11 các anh chị phiên này không về đến 11 về đến 11 3 thôi là nó nó lại bật bật quay trở lại như vậy là gì như vậy là cũng cũng khá là ok đúng không ạ Nói chung là chúng ta cũng dự dự như vậy thôi thay vì việc là chúng ta đua ở cái phiên nào này phiên này là 13.55 không đua bởi vì sao 13.55 gần 14 rồi kháng cự rồi chắc chắn nó chỉnh cung đó, nó chỉnh cung rồi thì chúng ta gom gom rồi thì nhịp này sẽ kéo lên đâu đó nhịp này căng đấy nhịp này 14 8 đến 15 năm uh, sao uh, trong tuần thì sao cũng đã có những cái điểm chỉnh cung ví dụ quanh 11.5 đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ gom 11 5 11 4 đây các anh chị uh, sau đó thì chúng ta có thể kê thêm lệnh uh, 10.5 đến 11 và sao thì uh, um, ok 10 đây này phiên ngày hôm nay là có 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 11 mấy đấy này đó có 10.9 đấy có 11 ngay đó, 11 năm 11 có ngay thậm chí có 10.9 và ngon rồi đó như vậy là sẽ ngắm ngắn hạn là chúng ta sẽ ngắm vượt break nhịp này thì break vùng 14.4 là cái chắc rồi lên vùng 16 HBC cũng đang tích lũy thôi HBC thì nhịp này chưa chưa ổn lắm HBC nhịp này đang tích lũy tạo nền và ở trong tuần thì nó có ở khoảng vùng 7.7 và nhịp này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tiếp đi tạo nền của HBC ở quanh vùng 6.5 đến khoảng vùng 7. đấy cờ đẹp lực bắt của đây cờ khá là tốt rồi và như vậy là trong tuần thì đây cũng đã về đến vùng 10 đó về đến vùng 10 sau đó là vùng 9.4 đến vùng 9.5 là những cái vùng bắt đấy các anh chị có giá 9.4 nha anh chị bắt luôn đất xanh đó thì chúng ta sẽ phân tích rất là sớm đây có ở vùng 10 và sau đó thì các anh chị gom thêm ở vùng 9.4 đến vùng 9.5 Thậm chí vùng 9.3 còn có chứ không phải là vùng 9.4 Trong phiên ngày hôm nay thấp nhất là vùng 9.2 đó, đó thậm chí là có giá 9.2 Nhưng mà như vậy là chúng ta không thể dự báo rằng là a à, mày sẽ về 9.2 nó khó lắm các anh chị Không tuyệt đối được như vậy đâu Tương đối thôi Nhịp này thì đất xanh sẽ kéo về khoảng quanh vùng 12 <laughs> Rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung tiếp Nó chưa chạy được đâu Đất xanh vẫn phải dập dình DXS thì trong tuần DXS cũng đã có những cái điểm uh, kéo lên và những cái điểm chỉ cung kỹ thuật đâu đó khoảng quanh vùng uh, 4.9, vùng 5. Và uh, ngắn hạn thì nó có cản 6, nói chung nó cũng phải dập dình đi ngang, lực cầu bắt thì tương đối là là tương rồi đấy và với cái lực cầu bắt như này thì DXS nó cũng sẽ tung tắc nó đi lên thôi. Xu hướng ổn rồi. Uh, SCR trong tuần lực bắt tốt và dòng tiền tốt ở tuần cũ thì uh, nó cũng đã có một cái lực hồi và hiện tại thì nó đang hướng đến vùng kháng cự 5. 5.5 đến 5.7 Và trong tuần thì SDR cũng đã chỉnh cung khá hợp lý ở vùng 4.5 đến vùng 4.8 Như vậy là chúng ta cũng phân tích khá là sát ở Nhịp này nó chạm lên đến vùng 5.7 thậm chí có thể vùng 6 Và bắt đầu nó sẽ bước vào một cái nhịp chỉnh cung ngắn ở đây Và cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta lại tiếp tục canh để chúng ta vào hàng bởi vì nhịp này là là sóng lên rồi các anh chị Sóng lên rồi Đó ví dụ trong nhịp này là đây Cái vùng chỉnh cung này là vùng để vào hàng Đó <laughs> LDG có hai vùng chỉnh cung Vùng 1 là quanh 4 Vùng 2 là 3.45 Nói chung là nó chỉ tụt về được 3. Chấm mấy đây này ở trong phiên này là 3.75 và nó long lên nhìn chung thì LDG á, là lực bắt nó phải duy trì được khoảng tầm độ ở đây khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu trên một phiên và ngắn hạn thì nó đang gặp cản ở đây là cản 4.8 đến cản 5. Sau khi mà nó break được cái cản này thì đấy sẽ là cái điểm mua full hàng đối với những anh chị em đã có một cái quá trình gom ở bên dưới. À, uh, C2 trong tuần cũng đã chỉnh cung uh, về quanh vùng 11.3 đó là vùng dự báo. Đồng thời nó cũng đã long chạm kháng cự đây là 13. Tức là trong phân tích kỹ thuật là long lên 13, chỉnh cung về 11 và tích lũy thành công thì nó lại hướng lại vùng 13 và nhịp này thì nó đang hướng lại vùng 13 lần thứ hai. Thậm chí nó có thể hướng lên vùng 14 bởi vì thị trường đang khá là lạc quan. NBB hiện tại thì chưa đạt tín hiệu. <laughs> Nói chung trong tuần thì nó đã về lại vùng 11.5, đó là vùng mà chúng ta có dự kiến chỉnh sâu, trong cái trường hợp nó chỉnh sâu thì nó sẽ chỉnh về vùng 11.5 và uh, tuần tới thì khả năng nó sẽ đi ở ngang ở quanh vùng 12.5 một đến 2 phiên trừ khi là phiên ngày thứ hai ngày thứ ba nó có một cái lực cầu nó bắt và nó xuất hiện một cái cây nến hammer mạnh như này thì khi đó sẽ là cái thời điểm mà các anh chị có thể bắt thêm bởi vì như vậy là nó xác nhận rằng là dòng tiền vào và giá cổ phiếu tăng thì đấy là cái thời điểm tốt để chúng ta giải ngân cổ phiếu giải ngân mua và nhịp này thì tín ông sẽ nói sâu hơn về thị trường cổ phiếu FCN trong tuần cũng đã chỉnh cung vùng dự dự kiến chỉnh cung ở quanh khoảng vùng 6.7 đúng không anh chị đó đâu đâu khoảng sau 6 7 rồi từ vùng này nó bắt đầu nó có một cái lực long lên lực long này thì cũng đang tạm ổn nói chung là đầu tư công thì chưa chạy được bởi vì FCN cái lực bắt nó phải tầm độ 4 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó nó mới ổn chứ còn lực bắt như này thì cổ phiếu nó sẽ chưa thể đi đi xa được đó mà nó đang ở cái dạng gọi là tích lũy nhẹ nhàng À, ngắn hạn có thể kéo lên vùng kháng cự 8791 và bắt đầu chỉnh cung. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục dò vùng chỉnh cung đó để các anh chị à, thu gom. À, cổ phiếu VCG đấy, thì cái việc phân tích kỹ thuật là gì? À, chúng ta tránh vùng kháng cự ở đây và chúng ta gì ạ? Chúng ta mua ở vùng hỗ trợ ở đây. Thì vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 12.5, 12 12.5 12 ở đây, đó cái đường xanh xanh đậm này quanh vùng 12.5. <laughs> Ở đến vùng 13, như vậy ít nhất là mua ở vùng này thì bây giờ chúng ta đang lái nhẹ, không bị lỗ đó, Về 13, 9, 14, nhịp này có thể kéo lại Đâu đó lại 15.5 đến 16 và sẽ bắt đầu chỉnh cung Senko 4 cũng phải chờ <laughs> Hiện tại lực cầu nó chưa thể đạt được lên đến khoảng 4 triệu, 4 triệu 6 cổ phiếu trên một phiên Như vậy nó đang mang những cái lực hồi khá là ngắn ở Trong tuần thì cũng đã có việc là nó chỉnh cung về quanh 7 Và đang có nhịp long lên, nhịp long này thì khả năng sẽ kéo lên được đâu đó thì cận dưới đây vùng 8.7 đến khoảng vùng 9.2 và nó sẽ tiếp tục test cung đó và nó sẽ test đến khi nào khả năng chỗ này nếu mà đẹp đẹp dự dự ra nhá hùng dự đấy nhá đẹp đẹp nó nào xuống phát nữa đây nó kiểm tra một mạng phát nữa gọi là mô hình với đi đó xong đó nó kéo lên thì như vậy là những cái thời điểm mà lực cầu bắt đầu à, tăng thêm ở đây và nó có những cái tín hiệu test thành công ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm các anh chị ờ à, thêm hdg đẹp <laughs> Đẹp luôn, trong tuần thì HDG cũng đã gì ạ? Chỉnh cung về quanh vùng 25 <laughs> Để xem có HDG đây không? Đó, thì những cái mã cổ phiếu Đấy, ngày 23 HDG dự chiến ở vùng chỉnh cung 1 Quanh vùng 25 đến khoảng vùng 26 Căn cứ thực tế để chúng ta dò thêm vùng 22 Đến khoảng vùng 23 nếu có Thì vùng 25 đây các anh chị Có luôn, ngày 23 phân tích Ngày 23 đây Ngày 22, ngày 23 đây Ok, ngày 23 đây đó, ngày 23 phân tích và ngày 24 thì các anh chị có luôn vùng 25, thậm chí tụt xuống phát dưới vùng 25, còn cái vùng sâu dưới này thì chưa có. Đó, như vậy thì chúng ta cũng đã có được một cái kế hoạch ít nhất là... à như vậy mày về đến đó thì tao gom ít. Ví dụ như thế. Ngắn hạn chúng ta sẽ có kháng cự 29 đến khoảng vùng 30. HDC à, quá đẹp luôn, HDC thì à, vùng dự kiến chỉnh cung 30 đến vùng 31. Có hết đó chúng ta có những phân tích như vậy là những cái phân tích um, trực tuyến bằng hình ảnh đấy các anh chị đó vẽ luôn cả hình ảnh đây chạm uh, vùng kháng cự này thì nó sẽ chỉnh cung và cái vùng giá mục tiêu đó trong cái, cái thời điểm phân tích là nó có giá 32.5 ờ, uh, nhưng mà chúng ta vẫn nói rằng là nó sẽ có vùng chỉnh cung một dự kiến quanh 30 đến 30.8 phiên nay thì 31.5 bắt đầu bắt dần và sau đó vùng 27 đến vùng 28 có thể tính toán tiếp đó thì có luôn có luôn vùng 30 đến vùng 31 đó. mà trong phân tích thì vùng 30 đến khoảng vùng 30.8 có luôn vùng 30 30.8 cho phiên ngày thứ tư. À ngày thứ tư đúng rồi, à ngày thứ năm. Đó, đơn giản thì có như vậy thôi. Rồi, uh, bắt được cái đẹp quá. Lại break vùng 35, khả năng nhịp này sẽ lên khoảng vùng 37 38 rồi bắt đầu nó sẽ chỉnh cung. Và hiện tại thì nó cũng bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu hình thành được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây và đấy sẽ là những cái tín hiệu để giúp cho cả thị trường của chúng ta bước vào một cái sóng tăng rất là happy theo quan điểm kỹ thuật cùng là như vậy bởi cái thằng bất động sản nó nó đuôi nhất nó xấu nhất nó xấu xí nhất nó bị ruồng rẫy nhất thì bây giờ nó đã đẹp rồi nó đã yêu rồi nó đã đáng yêu rồi đó và các anh chị lưu ý là tay to họ đã bắt rất nhiều cổ phiếu bất động sản trong hai tuần đổ lại đây nhỏ lẻ không dám bắt nhưng tay to họ nhìn thấy rằng là à như vậy đến cái đoạn này là giá hợp lý rồi và nó họ đã dồn tiền bắt. Đây bằng chứng đấy các anh chị. Ví dụ Nam Long liên tục có những phiên mà người ta hốt khoảng 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Nhỏ lẻ làm gì dám, đang đau như này làm gì dám nhưng mà tay to họ sẵn sàng bắt luôn. Đó, phiên ngày thứ tư ta đau bắt cá, sau đó những phiên liền sau đó nó họ tiếp tục bắt. Tuần này Nam Nam cũng đánh tương đối là tươm Đó, chạm vùng kháng cự 24 chỉnh cung và vùng chỉnh cung dự kiến quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22. Đó. AI mốt đúng vùng 22 có luôn chúng ta không tìm lại trên nhóm nữa mất thời gian <laughs> cây nến kết tuần thì cực đẹp lại ngồi lên vùng 24 cộng như này là cực đẹp như vậy có thể là tuần tới nó sẽ nhún một xíu siêu nó sẽ nhún lại một xíu xiu tức là nó cũng ông cũng hỏng hương ông ông nhún lại một tí đây rồi xong đó à, mục tiêu chúng ta sẽ hướng đến vùng 27 đúng hoặc vùng 28 của Nam Long ở trong nhịp này thậm chí là khỏe hơn thì chúng ta có thể hướng lên vùng 30 rồi lên đến cái vùng 30 này á Sau đó nó lại đạp một phát nữa Nó đạp một phát nữa mà nó đạp về khoảng vùng 20 mấy đấy ta 23.5 đến khoảng vùng 24 không thủng á à, Nó tích lũy thành công thì cái nhịp này các anh chị có bao nhiêu tiền bạc các anh chị cứ dồn hết trông lên Tin là sẽ thắng đó, bởi vì tay to nó đã vào rồi thì nó sẽ kéo những cái nhịp nó tăng khá là dài Ý, Chứ nó không kéo những cái nhịp ngắn Vấn đề là chúng ta có nhận diện được cái dòng tiền lớn hay không Khang Điền cũng như vậy, KDH ok rồi Như vậy là KDH ở đây Các anh chị lưu ý trong những cái tuần phân tích ông có dò tìm lại quanh vùng giá 20 Thậm chí ở đây có vùng 18 ở trong cái tuần phân tích cũ Các anh chị cứ, cứ xem lại đi à, Tất cả những bản tin nó sẽ còn lại Ở trên bản tin tuần Và nó sẽ còn lại với thời gian như vậy Sau này và mãi mãi à, KDH ở đây à, Vùng chỉnh cung 1 quanh vùng 22 Và vùng chỉnh 2 thì đâu đó khoảng vùng 20 đến vùng 20.5 con KDH này cũng rất là yêu thích này nên là không biết là phân tích ở bên nhóm này hay là nhóm nhóm bên kia. Không thấy ở đây. Và cái lực cầu của nó cũng bắt ở trong cái thời điểm hiện tại tức là tay do họ bắt khá là tương đối. Tuần vừa qua thì nó cũng đã đánh rất là thuần về kỹ thuật tức là chạm vùng 23.5 đến vùng 24 là nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật. Đó nó chỉnh về đây điểm đẹp luôn 20 20.5 bắt lại được và tuần tới thì nó lại tiếp tục công lại vùng kháng cự này. Nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc nó rộng rộng hơn một tí, rộng rộng hơn một tí thì cái cản mạnh của nó sẽ nằm ở khoảng vùng 26.5. Có thể nó sẽ break được lên vùng 26.5 này, sau đó nó sẽ test cung, nó sẽ chỉnh cung lại một lần nữa và cái điểm chỉnh cung đẹp nó chỉnh cung lại về khoảng quanh vùng 22, không thủng và sau đó nó đánh break lại cái lần nữa mà nó thủng vùng 26.5. Thì đấy có thể là thời điểm vàng để các anh chị gom có thể full mặc xin cổ phiếu KDH được khi mà chúng ta đã có những cái vị thế gom thấp ở dưới này rồi rồi chúng ta có những cái nhịp đảo trên này và chúng ta gom thêm được vị thế 22 và lên đến vùng 26.5 thì cực kỳ đẹp đấy là những cái dự báo trong tương lai và chúng ta cần bám sát thêm đó có thể đúng có thể sai nhưng mà thường thường khi mà ở chúng ta chúng ta bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật thì gần như là cái tỷ lệ sai của chúng ta cũng sẽ bị thấp đi Ok Hùng thiếu mất nhóm ngành dầu khí Nhóm ngành dầu khí Bây giờ thì Hùng sẽ phân tích lại cái nhóm ngành dầu khí <laughs> Thì đối với nhóm ngành dầu khí thì nó phụ thuộc khá lớn vào cái tín hiệu kỹ thuật của của VKTI <laughs> Thì trong tuần vừa qua thì nhìn chung là VFTI có nhịp tăng rồi có nhịp giảm có nhịp tăng có nhịp giảm Nhưng hiện tại thì nó đang tích lũy được thêm ở vùng 76.5 đến 77.5 và kỳ vọng ở về đến cái vùng này rồi á thì tuần tới thì VFTI sẽ có cái sự phục hồi Ờ à, khi vừa gặp hỗ trợ mà thì kỳ vọng nó sẽ có cái lực phục hồi và cái lực phục hồi này thì nó sẽ giúp cho nhóm P nó có một cái uh, sự chứng chạc hơn, nó có một cái giao dịch tốt hơn ở trong tuần tới. ờ, <laughs> à, đối với gas trong tuần thì tạo lập họ lại đạp cổ phiếu này, đó, họ lại đạp cổ phiếu gas. Khi mà nó test lại cái vùng 112.5 nó bị thất bại nên là nó sẽ không có một cái lực hồi ở đây. Vùng 112 thất bại thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về cái biên tiếp theo là vùng 106 đến khoảng vùng 117 ở cái biến này mà bị thất bại thì nó sẽ đi tiếp về đâu? Nó sẽ đi về 103, 104. Như vậy tuần tới thì khả năng sẽ là 103, 104, thậm chí sâu hơn nó sẽ có những cái điểm gì ạ? Những cái điểm mút uh, test nến ở trong phiên về khoảng quanh vùng 101. ở uh, PLX tín hiệu hiện tại rất là tốt các anh chị nha. Các anh chị nốt lại này, cổ phiếu PLX là cổ phiếu đáng để cân này. Trong tuần thì PLX cũng chỉ chỉnh cung và nó chỉnh cung rất đẹp luôn, nó không chỉnh về được quanh vùng 24, lực cầu bắt khá là tốt. Uh, có phiên là trung bình gấp đôi trung bình 21 phiên lực long tốt và đặc biệt lưu tâm đó là tuần vừa qua nó đã bật lại được vùng 26 cộng đấy là tín hiệu kỹ thuật mà các anh chị có thể thu mua ngay lập tức khi mà cổ phiếu này vượt vùng 26 Ok và như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng kháng cự 29 đến khoảng vùng 30 ở uh, nhịp này sẽ ngắm lên vùng kháng cự 29 đến khoảng vùng 30 và sau đó thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp test lại cung À, nó test lại được ở khoảng quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 không thủng, không thủng và lực cầu tiếp tục duy trì như vậy thì đấy sẽ là thời điểm anh chị gom thêm cổ phiếu PLX rất ok. PPT trong tuần cũng cực khỏe luôn dự kiến chỉnh uh, test lại cái mút nến ở vùng 15 nhưng mà trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó chỉ gì ạ nó chỉ test lại ở trên vùng 15.5 cộng thôi và đến phiên ngày thứ ba thì nó xuất hiện một cái cây nến hammer uh, mạnh mẽ đi lên như vậy đây là nó xác định một cái diện một cái lực cầu tăng rất là ok Đường MACD ổn Đường MACD rất ổn như vậy Là tuần tới khỏe thì nó sẽ lên uh, Sẽ lên vùng 19 Và khỏe hơn thì nó sẽ lên khoảng quanh vùng 20 Và nó bắt đầu sẽ chỉnh cung uh, PPB 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 thì trong tuần Nó cũng đã tích lũy cung uh, cực đẹp Ở quanh vùng 9.7 đến vùng 10 uh, Và nó có gặp kháng cự Một lần đó là vùng 11.5 đến vùng 12 Và nó chỉnh cung lần thứ hai À, với lực kéo hiện tại thì khả năng tuần tới chúng ta sẽ ngắm tiếp vùng 11.5 đến vùng 12 của cổ phiếu PVB. À, MPPS trong tuần thì nói chung PPS là vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 các anh chị nhé. Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy đấy ạ. Trong tuần thì nó cày bừa nói chung gạt kể cả tuần trước. Nó cũng cày bừa ở cái biên 17.5 đến vùng 18 và đâu đó nó gặp cái kháng cự ở đây. Kháng cự 19.7 đến vùng 20 tức là nó cày bừa quanh những vùng này thôi. Uh, tuần này thì cũng chưa vượt được cái kháng cự này nên khả năng tuần tới vẫn tiếp tục uh, có những cái điểm uh, test cung lại quanh vùng 17, 5 đến vùng 18 ở đây các anh chị canh gom. Và nếu như mà VKT phục hồi thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là nó sẽ đánh break uh, nghi nghi khả năng là nghi nghi là như vậy, tức là cái hướng là nó sẽ đánh break kháng cự vùng 21 để đi về đâu đó khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 24. <laughs> PVD hiện tại thì đang yếu. Tức là nó vẫn đang một cái xu hướng tích lũy nền và cái lực cầu nó vẫn chưa đạt con này nó phải đạt khoảng tầm từ 15 đến 17 10 đến khoảng tầm 17 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy mới là khỏe tuần tới thì khả năng Pvd vẫn tiếp tục có những điểm test kỹ thuật quanh vùng 26 đến khoảng vùng 13 à, nếu mà có long được á, thì nó sẽ chạm được khoảng vùng 14 3 144 thì thế này rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung và nó sẽ đi sideway à, nó sẽ đi sideways ở trong cái vùng này để chờ đợi đó, để chờ đợi một cái lực cầu nó tốt hơn, nó tối ưu hơn uh, Trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo <laughs> uh, Đối với OI thì cũng, uh, cũng có đề xuất với các anh chị rồi Tức là chúng ta gom dài quanh vùng 5.5 đến vùng 6 Nhưng mà trong tuần vừa qua thì không có vùng này uh, Loanh quanh được ở khoảng vùng 6.7 đến khoảng vùng 7 ở đây Thì như vậy rồi tuần tới khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục có giá ở vùng này Thì các anh chị có thể gom dần và chờ đợi một cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn nó lực cầu của con này nó phải đạt khoảng tầm 2 triệu đến khoảng tầm 3 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là khi đấy mới ok được POVK thì trong tuần vừa qua à, tín hiệu giao dịch cũng tương đối tốt ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 Nên là vùng tích lũy nó không có điểm test về vùng 9.5 à, đường MACD cũng đang khá là ổn áp ủng hộ xu hướng tăng tăng giá như vậy tuần tới thì nó sẽ công kháng cự vùng 11 và sau đó nó sẽ hướng về vùng 12 khả năng là như vậy sẽ hướng vùng 12 Ừ uhm, rồi cổ phiếu BSR BSR các anh chị lưu ý nhá cổ phiếu BSR cũng là một cổ phiếu mà ông Lê khuyến nghị anh chị ở à, chúng ta sẽ gom dần ở góc độ trung và dài hạn bởi vì con này là nó nó không phải đi khoan mà nó là làm nghề dịch vụ Đó, à, nó là làm nghề dịch vụ nên là xăng lên thì nó lên dầu lên thì nó lên mà cái dầu xuống nó xuống và đến thời điểm hiện tại á à, cái 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 cái, 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 cái cái khấu hao, khấu hao tài sản cố định của BSR gần như là nó cũng đang à, gần sắp hết rồi. Một số các một số đã hết còn một số à, các máy móc thiết bị và chi phí xây dựng nó sắp hết rồi. Thì khi mà cái khấu hao nó hết nó sẽ búc cái lợi nhuận à, rất là ngon. À rồi, như vậy trong tuần cũ á thì cũng có phân tích là BSR có điểm gom ở 10 này. Tuần này thì chúng ta dự kiến gom ở quanh 12 nhưng 12 không có. Điểm này suýt soát ở đâu đó khoảng vùng 12.3 đó, các anh chị cứ gom từ từ thôi, BSR thì cứ gom từ từ, chưa vội vàng được. Đó, và dòng tiền phải lúc nào nó quẩy quay trở lại. Đó, em này nó phải quay trở lại đâu đó khoảng tầm độ 10 nó đánh liên tục khoảng tầm độ uh, trung bình khoảng tầm 13 đến 15 triệu cổ phiếu trên một phiên. Rồi khi đó thì chúng ta mới mới tích lũy thêm được mạnh mẽ. Còn giai đoạn hiện tại là chúng ta mua thăm dò. Mua gom, mua từ từ. Rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một nhóm ảnh nữa đó là nhóm ngành banh Và nhóm ngành chứng khoán à, Hai nhóm ảnh chủ lực thì đối với nhóm ngành banh thì Hùng đã có phân tích tương đối dài Tương đối dài rồi các anh chị Đối với nhóm ngành banh thì tương đối dài Và đối với nhóm banh ấy, thì Hùng đã có những cái Phân tích khuyến nghị đầu tư uh, cho các anh chị em ở trên nhóm từ khoảng 13 đến 15 tháng 10 Khoảng, khoảng tầm tầm cái vùng đó là chúng ta đã bắt đầu ngắm những cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm banh à, Tương đối là ok Đây các anh chị này 18 này, 13 này 15, đây các anh chị Từ 13 đến khoảng 15 tháng 10 Đó là cái thời điểm mà ông đã bắt đầu uh, nhìn nhận và đánh giá uh, Banh bắt đầu có một cái xu hướng phục hồi và kể từ đó thì chúng ta bắt đầu à, tiếp tục và à, đi theo ở một cái trang kỹ thuật của cổ phiếu nhóm banh Thì đối với Vietcombank là cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó các anh chị à, Từ đây thì bắt đầu chúng ta gì phân tích một cái trang kỹ thuật lên và đến thời điểm hiện tại thì Vietcombank đã hoàn thành được cái vùng giá cao nhất Trong phân tích Đó là vùng 78 Vùng 78 là vùng maximum Trong cái target dự kiến vùng lên Lê Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu chứng kiến một cái nhịp chỉnh cung và trong tuần vừa qua thì nó đã chỉnh cung về quanh vùng 74 Uh, và ở đây thì chúng ta lưu ý này đó, đường MACD đang xanh và đây nó bắt đầu có tín hiệu gì ạ đảo đỏ thì tín hiệu này nó có xác nhận hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện là việt công anh có giữ được cái biên ở đây là biên bảy một năm bảy hai không nó cứ lập là nó đi ở trên này thì ngon chả làm sao cả có thì cứ nắm nhưng thủng vùng bảy một năm thì đấy là tín hiệu cái chị chốt lại chốt thôi đấy từ vùng sáu ba sáu bốn về đến đây là chốt được rồi ví dụ như vậy và đến thời điểm hiện tại thì hùng vẫn nhìn thấy rằng banh vẫn đang là giường cột và đang vẫn đang là một cái trụ lực cho thị trường rất là tốt trong cái giai đoạn tích lũy tạo nền ở đây MBB chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh 14 7 15 và trong tuần thì nó đã đi ở quanh vùng 15 năm cũng khá là tốt như vậy là trong tuần thì Hùng đã có thêm cái sự cập nhật liên quan đến mã cổ phiếu MBB ở đây là 14 7 15 năm các anh chị có thể xem lại ở VBank VB VB bank cũng khá là tốt đây từ tháng 10 mùng 10 tháng 10 đấy anh chị này đó, à, nhớ lắm đó là bắt đầu những cái thời điểm đó là mình đã có phân tích uh, bank. VB bank trong tuần nó cũng đã chỉnh cung 14.5 đến vùng 15 tương đối ok à, nói chung là có một nhịp long về 16.5 nhưng mà nhịp long này thì không giữ được ở vùng giá cao nhất ở à, ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở uh, vùng kháng cự 16.5 cổ phiếu BIDV đó BIDV rất là tuyệt vời đến phiên ngày hôm nay thì BIDV của chúng ta lớn mạnh như thành gióng luôn thì tại sao ông lại nói là nhóm banh thì chúng ta đã bắt đầu phân tích từ ngày 10 ngày 13 tháng 10 đấy các anh chị thì từ ngày 13 tháng 10 á là đã cập nhật một loạt các mã cổ phiếu nhóm banh đó nhiều lắm STB banh một loạt các mã cổ phiếu nhóm anh công thương BIDV BIDV phiên nay đạt tín hiệu mua vào ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 các tài khoản đang cân em này sau đó thì chúng ta chờ nhịp chỉnh cung lần hai để gom tiếp và từ ngày 13 tháng 10 đến tận thời điểm hiện tại thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích một cái trang kỹ thuật lên đó đây này ngày 12 này ngày 13 tức là cái vùng 30 30.5 ở đây tại cái thời điểm đó là chúng ta đã bắt đầu gì ạ bắt đầu ngắm được những cái tín hiệu kỹ thuật và nhịp chỉnh cung này đó, nhịp chỉnh cung thứ hai thì nó ăn luôn ăn luôn cái vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 Đó, vùng 30 đến vùng 30.5 rất là sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và tiếp tục phân tích một sóng lên và tuần này thì gần như biết chỉ có một cây nến chỉnh cung ở đây về khoảng quanh vùng 34.6 <laughs> tuần này nó đạt target 38 cây nến kết tuần thì nó sừng sững đi lên luôn và với một cái đà hưng phấn như thế này như vậy là tuần tới chúng ta sẽ hướng về cái target 41 đến khoảng vùng 41.5 rất là đẹp luôn công thương ngày hôm nay cũng cực đẹp công thương cực đẹp luôn và trong tuần thì công thương cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật cũng gọi là miên man quanh vùng 24 tuần này sổng chuồng 25 và đang hướng về kháng cự 26 26 3 à, khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 28 Techcombank cũng đang có cái sự tích lũy tương đối là tốt Techcombank này thì nó đang liên quan đến trái phiếu nên là cũng hơi ấm ờ một tí nên là chúng ta cứ gom gom từ từ Nhưng ít nhất là trong tuần thì chúng ta cũng đã có dò đáy ở vùng 21 đến khoảng vùng 22 như vậy là khá hợp lý Kết tuần ở vùng 23 dự kiến sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 20 25 đến khoảng vùng 25.5 <laughs> Vùng này thì nó sẽ chỉnh cung nhịp một và sau đó thì nó sẽ, sẽ uh, Tiếp tục một cái hành trình test tích lũy ở đây ở khi Techcombank mà break được cái vùng ở đây đó là vùng 26.5 thì chúng ta có thể full margin. STB đẹp luôn các anh chị, STB tuần này cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó, dự kiến của STB là vùng 16 16.5. <laughs> Nhưng mà trong tuần này các anh chị nhìn thấy những cây nến test nó không 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 vươn được xuống đến 16.5. Cái gì về đến 16.7 thôi. Lực cầu của STB cũng cực tốt luôn duy trì ở khoảng tầm 25 đến khoảng 30 triệu cổ phiếu trên một phiên <laughs> cực đẹp và STB thì tuần tới khả năng sẽ break vùng 19 và hướng cản lên vùng 20.5 và về đến cản này thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ chỉnh cung một nhát nữa và cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta lại một là khi về đến đây thì chốt lãi chốt lãi xong thì chúng ta sẽ ke và đẹp nhất là nó sẽ chỉnh lại về đây nó break cái vùng kháng cự này thì nó sẽ chỉnh lại cái vùng kháng cự đó đó, và nó chỉnh lại về khoảng vùng 18.5, 18.6 18 đến 19 mà không thủng thì có cái gì để mất nữa không à, Giá trị giao dịch nó vẫn cứ đạt khoảng tầm 24, 25 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đấy là một trong những cái điểm mua cực kỳ tuyệt vời à, Liên Việt Postbank tuần này cũng đẹp luôn <laughs> Sau những cái thời điểm mà chúng ta phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Liên Việt Postbank Đó là vùng 8 đến vùng 8.3 Tuần này thì nó có một cái điểm rất là tốt. À, tất nhiên là điểm này tốt rồi nhưng mà chúng ta cần tín hiệu test cung. Đây cũng như vậy đó anh chị nó xông lên được ở đây đó là vùng 10.6 và nó sẽ chỉnh cung. <laughs> có thể là tuần tới sẽ vươn lên ở vùng kháng cự 11 đến khoảng vùng 11.5 sau đó nó test lại ở đâu đó khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 không thủng và lực cầu tiếp tục duy trì tốt ở khoảng tầm độ uh, đây khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là tuyệt vời. Và nhịp này thì tay to nó cũng đang xúc con Liên Việt Postbank. Đó uh, STB tay to nó cũng xúc. Đấy, hai những cái con này nó đang xúc mạnh. MHB thì chưa chưa ổn lắm, nói chung là vẫn phải uh, em Linh vẫn phải chờ một tí uh, uh, tuần này có chỉnh cung, uh, điểm chỉnh cung cũng, cũng khá là sát đấy. Nói chung là quanh vùng 85 ở đây. Rồi cũng có một nhịp long, à, nhịp long này thì khả năng sẽ long về khoảng quanh vùng 9.5. năm, à, rồi nó lại chỉnh tèo tẹo đây rồi nó đi lại được rồi quanh 10 và về đến vùng 10 này thì nó bắt đầu mới mới thực sự test cung này, về đến vùng 10 này thì nó test thực sự này. À, nó test thực sự để nó xác nhận xu hướng. <laughs> Đó, về đến đây mà test lại một lần nữa về 8 không thủng và ờ uh, break lại 10 lần thứ hai thì khi mà chúng ta break lại 10 lần thứ hai thì đấy cũng sẽ là một cái thời điểm mà các anh chị có thể gom full hàng được. Và những cái vùng chỉnh cung thì chúng ta sẽ dò tìm để chúng ta gom cổ phiếu. Quan điểm hùng là như vậy, mua ở hỗ trợ và không mua ở kháng cự. Các anh chị lưu ý rồi à, nhóm ngành chứng khoán thì tuần này cũng rất là tuyệt vời thì trong cái bản tin tuần trước thì cũng có nói rồi tức là nhóm ngành chứng khoán thì nó sẽ chậm hơn So với banh Bởi vì sao Bởi vì là trong cái thời điểm tại Là nó còn phải quay lại test cung Và đây các anh chị VCI quay lại test cung đây Có Test vùng 18 đẹp không ạ suy sao vùng 18 <laughs> Đóng cửa vùng 20.85 Cao nhất tuần Rất đẹp Tuần tới Sẽ kéo lên khoảng vùng 22 Xa xa hơn thì khoảng vùng 23-24 ở đây Sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật lại Đâu đó khoảng quanh vùng 20 VND cũng cực kỳ đẹp VND anh chị gom đó ví dụ trong tuần chúng ta có VND 10.3, 10.5 và trong tuần thì cũng có uh, cập nhật lại ngày 22, ngày 22 như vậy là nhóm ngành chứng khoán thì cũng bắt đầu uh, có những cái sự cập nhật lại ở trên nhóm hình như thế ngày 22. Sau ngày hôm qua thì chúng ta lại tiếp tục ở uh, mua thu gom ví dụ VND có giá 10.3 đến 10.5 và hành động tương tự HCM bắt đầu chỉnh cung và có biên 17.518 hoàn toàn tương tự như phương án bắt VX tức là trong phiên ngày hôm qua thì hàng loạt là nốt lại hàng loạt các mã cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành chứng khoán SSI bắt SHS 6.5 vùng 6 và hành động tương tự vào ngày phiên ngày hôm qua bởi vì là phiên ngày hôm qua cũng là một phiên test cung <laughs> chính vậy nên là chúng ta sẽ tranh thủ để chúng ta bắt Ví dụ VND chúng ta có vùng 10.3 đến à đâu? VND là đâu nhỉ? VND 10.3 đến 10.5 và của phiên ngày hôm nay và hành động tương tự, tức là phiên ngày hôm qua chúng ta đã có những cái vùng giá như vậy. Ta tranh thủ để chúng ta bắt 13 15 và đây còn có thậm chí là còn có cả siết soát giá 10 chứ không phải là 10 13 nữa các anh chị. Đó. Ở phiên ngày hôm nay thì tương đối ok. Ờ, mục tiêu kéo vùng 1 lên 12, xa xa hơn 13, sau đó chỉnh cung. SHS <laughs> cũng có điểm gom uh, tương đối đẹp 6.5 đến vùng 6.7 Đấy là vùng giá mục tiêu của cái gì ạ Của cái sự của cái nhịp chỉnh cung Cái này đã phân tích trên bản tin tuần rồi Chúng ta cứ xem bản tin tuần thì chúng ta sẽ hiểu thôi uh, Cái đến ngày hôm nay CE cứng đẹp Hướng vùng cản uh, tuần tới Nó sẽ hướng lại về vùng 8.5 Mà mạnh hơn sẽ là vùng 9 À uh, cũng đẹp quá, SSD trên bản tin tuần có hai vùng dự chỉnh cung, một là 16, hai là vùng 15, như vậy là nó xích sát về đến cái điểm sâu nhất ở đây đó là vùng 15.25. Và trong phiên ngày hôm qua cũng như vậy, HCM bắt đầu có vùng giá chỉnh cung vùng một quanh biên 17.5 18 và hoàn toàn phương án tương tự như VX dò lại các cái vị thế trả cung và chúng ta bắt từ từ. Đó. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái điểm uh, trong phiên ngày hôm qua 17.5 đến vùng 18. Còn HCM à, Gõ nhầm SSI SSI đây Có cả SSI Vùng chỉnh cung 16 uh, Sáng nay có giá 13.35 Quan sát như vậy là uh, uh, Sẽ lựa chọn gom ở khoảng 15 đến khoảng vùng 15.4 Đấy Ví dụ như thế là chúng ta ke ke đây Đó, 15, 15, 4 đây các anh chị xa xa đây Thế ngày hôm nay thì đẹp quá rồi Đóng cửa và nó lại còn break được cả cái vùng 17 nữa như vậy là khả năng tuần tới nó sẽ chỉnh chiếu xíu ở đây tức là có thể về lại vùng 16.9, 16.8 mục tiêu ở trong nhịp này thì hướng vùng hướng cản 18 đến khoảng vùng 18.5 đó là những cái vùng giảm mục tiêu mà chúng ta sẽ hướng đến ở trong nhịp này HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy trong tuần thì nó đã có vùng chỉnh cung kỹ thuật cực đẹp luôn 17, 17.5 đó như vậy là tại sao chúng ta phải bắt ở trên này ở à, về đến dưới này sau bắt và những cái phân tích này nó đã có ở trong bản tin tuần từ phiên từ chủ nhật nó đã có rồi và đây là những cái giá giá trị cổ phiếu nó hiện thị ở trong tương lai như vậy là các anh chị chỉ cần ghi lại ghi chép lại thôi và chúng ta hoàn toàn có thể uh, có được những cái giá tối tốt nhất tối ưu nhất ở uh, trong cái bản tin phân tích tuần uh, rồi và HTM sẽ ngắm lên vùng 20 xa xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên ở đây đó là khoảng vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 các anh chị như vậy là khá là ok MBS cũng đẹp rồi, <laughs> MBS trong tuần dự kiến chỉnh cung ở vùng 10 đến khoảng vùng 10.5, ok các anh chị có vùng 10.5 ở đây Cây đến ngày hôm nay cũng tăng kịch kim luôn, như vậy là ngắn hạn thì nó sẽ hướng về cản 13 đến khoảng 14 và về đến đây thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung kỹ thuật, các anh chị lưu ý à, CTS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong tuần thì nó có chỉnh cung và vùng dự kiến ở đâu đó quanh 8 và nó có một lực long, tuy nhiên CTS thì bây giờ nó chưa khỏe hơn, nó chưa khỏe so với các mã cổ phiếu khác Nhưng với hiệu ứng của nhóm ngành chứng khoán như vậy thì nó cũng sẽ kéo Nó kéo được vùng kháng cự 10 đến vùng 10.5 và về đến vùng này nó lại tiếp tục chỉnh cung Và nó có thể nó sẽ đi sideways ở trong một cái biên hẹp để nó tích lũy thêm lực Và cuối cùng thì nó mới hình thành được một trang thuật tăng ở bên này ở BBS cũng đẹp trong tuần dự kiến vùng chỉnh cung 1 13 vùng 2 là 12 nhưng mà ở đây nó chỉ đi về đến vùng 13 3 thôi và nó có một cái lực long và đặc biệt là sau cái điểm chỉnh nó thì nó bật lại được lên ở đây đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 14 như vậy là ngắn hạn thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 16 đến vùng 16.5 các anh chị lưu ý à, về đến vùng này chúng ta chốt bớt và sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật một lần nữa đó, ổn định rồi thì bắt đầu nó ổn định nếu mà khỏe khỏe đẹp đẹp nó sẽ ở về đâu đó khoảng quanh vùng 15 đó, về khoảng vùng 15 rồi nó tích lũy ở đây Và sau đó thị trường chung ổn là một phát là lên luôn AGR khá ổn trong tuần có vùng tích lũy chỉnh cung ở quanh vùng 67 đến vùng 7 Đối với AGR thì chúng ta cứ gom từ từ thôi quanh vùng ở đây quanh vùng 67 đến vùng 7 gom thêm VX trong tuần quá đẹp luôn vx mà chúng ta gom mà gom được những cái điểm mà cũng gần là sát luôn Vùng chỉnh cung 1 quanh vùng 6.6, vùng chỉnh cung 2 quanh vùng 6.2 hai vùng giá chỉnh cung cho các anh chị gom trong tuần và kết tuần ở 7.37 Không có gì phải tuyệt vời hơn cả, kịch trần Như vậy, à, ngắn hạn chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng 7.9 Và xa hơn nó có thể lên được ở khoảng vùng 8.5 đến khoảng vùng 8.2 À, về đến cái vùng này rồi nó sẽ bắt đầu chỉnh cung và nó test lại đâu đó theo quan điểm về mặt kỹ thuật là nó test lại khoảng vùng 7.7 7.7 đấy 7.7 7.8 mà không tủng ạ à, rồi sau đó nó lại vút lên này thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ tuyệt vời với đẹp APG trong tuần cũng rất là đẹp và Nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở 3.5 Và cũng đang kỳ vọng chỉnh cung một tí Nói chung là cái chỉnh cung này của nó khá là khoai Gần như là căn ke mua nhưng mà cũng không mua được bao nhiêu Bởi vì là không thể mua, không không dám mua ở cái vị thế cao như này Và nó lại đánh tiếp hai cái trần Phiên ngày hôm nay cũng căn ke ở 3.9 à, Cố cố thêm một tí nữa Đấy, Và đóng cửa ở vùng 9, à, vùng 4 Uh, khả năng tuần tới nó sẽ kéo lên ở 4.7 đến khoảng vùng 5 Như vậy là từ vùng 2.5 mà kéo lên 5 Như vậy là APG ngắn ngắn như vậy Nhưng mà nó cũng làm 100% rồi các anh chị trong nhịp này Rất là nhanh lẹ ORS, ORS khá ổn uh, Nó vẫn đang tích lũy Nói chung là anh chị cầm tích lũy ở vùng 8 uh, Tuần tới thì khả năng nó sẽ đánh break lên được khoảng quanh vùng 9 nó Và nó có một cái cản ORS Nó có cản ở đây quanh 10 Nói chung là nó còn phải vất Khá là vất vả Em này thì còn đang rất là vất vả Để có thể lên đến, vùng 10 Và sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật Ở đây và đi sideways tích lũy Để có thể hình thành một cái trend tăng kỹ thuật ở bên này Như vậy đấy cũng là một cái hướng rất là hay Đối với nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại Nói chung là nhóm ngành chứng khoán là vào cầu rồi Đẹp rồi Cổ phiếu SBS cũng đẹp <laughs> FBS lực cầu bắt cũng khá là tốt này các tài khoản bởi vì các anh chị có hỏi cổ phiếu này nên cũng phân tích thêm ờ, trong tuần thì nó có cái điểm tích lũy ở quanh 4 <laughs> và ngắn hạn thì nó sẽ ngắm lên ở khoảng 4.8 đến khoảng vùng 5 đó, khỏe khỏe hơn thì đâu đó nó lên được khoảng vùng 5.3 5.4 rồi sau đó nó sẽ diện nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật và chúng ta sẽ chờ đợi một cái tín hiệu ở bên này đó. lực cầu thì đang quá tốt rồi SBS đang bắt khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên là cực đẹp <laughs> APS cũng đẹp nhá. <laughs> APS đến thời điểm hiện tại là lực cầu nó cũng bắt khoảng một triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên. À, tuần trước nó có vùng tích lũy 5.1 đến 5.5 và tuần này thì nó cũng đã test cung ở quanh vùng 6 và kéo như thế này là đẹp rồi. À, tuần tới khả năng là khả năng với đà hứng phấn hiện tại thì APS sẽ kéo về khoảng quanh 8 sau đó nó chỉnh cung lớp lấp lại áp tăng này quanh quanh 6.8 đến vùng 7. Ờ, tích lũy ổn định ở vùng này thì các anh chị có thể gom thêm để uh, chúng ta hướng đến mục tiêu là trong nhịp này thì APS sẽ đánh chạm lại vùng 10. Đó mình một nhịp bé bé nhỏ nhỏ từ vùng 4 mà đánh lên vùng 10 như vậy là cũng hơn 100%. Đấy nó đánh rất là nhanh như vậy thôi. Đối với một số các cái mã cổ phiếu pen bây giờ nó thành pen của nhóm ngành chứng khoán để nó đánh như vậy. <laughs> ok anh chị như vậy là danh mục cổ phiếu tuần thì hùng tạm thời hùng sẽ dừng lại tại đây và các anh chị lưu ý ở trong thời điểm hiện tại đó là nhóm ngành bất động sản uh, nhóm ngành uh, thép nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán bốn nhóm ngành chủ lực này các anh chị đã uh, có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ chưa có hàng thì cố gắng thu gom thêm và những cái điểm thu gom thêm thì bây giờ nó là khó rồi sang tuần tới thì nó sẽ rất khó rồi chỉ có trong tuần vừa qua nó sẽ có rất nhiều các cái điểm thu gom rất là đẹp Ờ, trong bản tin phân tích, phân tích tuần video số 153 thì Hùng Lê đã chỉ cho các anh chị những cái điểm gom là Những cái điểm dự kiến chỉnh của cổ phiếu và chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta thu gom Còn tuần tới thì khả năng sẽ rất là khó <laughs> Nếu có thì nó cũng phải rơi vào phiên giao dịch của ngày thứ tư Bởi vì phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba thì khả năng thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục hưng phấn Và nó sẽ đẩy lên một cái nấc cao mới Ok Phần thứ hai thì hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ cùng ngắm lại những cái phân tích tuần trên bản tin tuần video số 153. Thì trên bản tin tuần phân tích số 153 thì cũng có lưu ý với tất cả anh chị em một số các cái yếu tố về mặt kỹ thuật. Ở trong đó thì chúng ta có đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường và cái ý thứ nhất hùng muốn nói đến đó là cái tuần giao dịch cũ có một cái điểm nhấn khá là quan trọng tại vùng 95 điểm và cái phiên tắt ao bắt cá kịch liệt trong phiên giao dịch của ngày thứ tư điều này cho thấy là dòng tiền lớn đã hót sạch hàng nhỏ lẻ và sẵn sàng cho một nhịp tăng mới ở à, cái ý thứ hai là hiện tại thùng quan sát thấy khối lượng khớp lệnh của chỉ số index nhóm ngành mic cap la cap bất động sản banh chứng khoán tất cả các cái nhóm ngành này đều đã được đẩy vượt trung bình 21 phiên và cá biệt à, cá biệt có những phiên là gấp đôi trung bình 21 phiên và liên tục được giữ tốt từ phiên giao dịch của ngày thứ tư cho đến bản tin tuần năm ma Điều này củng cố thêm yếu tố dòng tiền lớn, tay to à, đã đang và tiếp tục à gọi là hốt hàng. Và yếu tố này có thể coi là then chốt và hết sức quan trọng cho xu hướng của thị trường mang lại nhiều kỳ vọng ở trong nhịp này thì đấy là cái ý thứ hai. Tức là chúng ta có hai ý hai ý mà kỳ thứ hai cũng là một cái ý rất là quan trọng và một cái ý thứ ba là tinh thần nhịp test này nó sẽ rất là nhanh lẹ do đó anh chị em chúng ta nếu xác định mắt thì tập trung cao độ tập trung cao độ và cân cổ phiếu tại những cái vùng chỉnh cung của thị trường và cổ phiếu nó đã thể hiện chi tiết ở trên bản tin tuần và đối với những anh chị em nào cần làm rõ cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ chat ở trên room thảo luận hoặc là inbox trực tiếp chồng lên ok như vậy là chúng ta có những cái ý rất là then chốt như vậy để chúng ta thấy rằng là dòng tiền lớn nó đã kích hoạt vào thị trường và như ông có nói là khi cái thằng gọi là cái thằng khùng cái thằng cú bất cú bơ cái thằng bất động sản á đó, đó, nó là cái thằng tội đồ mà nó đang khùng khùng điên điên mà tự dưng là nó lặng nghiên tự dưng nó êm mả và tự dưng nó tím ngắt tự dưng nó đáng yêu một cái thì như vậy là gì à đấy là một trong những cái nhân tố để chúng ta kỳ vọng rằng là cái thằng đấy nó đã ổn định rồi à, mọi người thấy rẻ rồi tay đo thấy tốt rồi vậy thì họ bắt vào và họ nắm giữ cổ phiếu thì khi mà cái lượng tiền mà tay đo mà họ vào thị trường rồi thì bao giờ như vậy họ sẽ tìm cái cách để họ đỡ nâng đỡ à, thứ nhất là nâng đỡ chỉ số chung và nâng đỡ thị trường đó và tinh thần là cái tuần này là những cái nhịp test rất là nhanh lẹ và các anh chị cũng thấy như vậy đúng không ạ chỉ có rất nhanh thì chúng ta mới chớp được những cái thời cơ tại những cái vùng chỉnh cung trên bản tiêu tuần video số 153 và đồng thời thì chúng ta cũng có phân tích bộ ba tham số chung của thị trường có những cái gì ạ nó có những cái vùng kháng cự và có những vùng hỗ trợ thì đối với vn 30 chúng ta tiếp tục phân tích cản chín tám mươi chín vùng một nghìn điểm Uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật thì dự kiến test lại vùng 940 và sau đó nó sẽ có ở biên 915, 920 và 925 uh, Tích lũy được ở vùng này <laughs> Lực long uh, tích lũy được vùng này và lực long quay trở lại cực đẹp để chúng ta tích lũy thêm các vị thế Thì chúng ta sẽ nhìn lại uh, chỉ số VN30 uh, Trên bản tin phân tích tuần Thì đây là uh, đây các anh chị đây là chúng ta bắt đầu phân tích tuần video số 130, uh, 153 thì điểm chỉnh cung đầu tiên của chỉ số VN30 chúng ta tính toán đó là vùng 940 đấy các anh chị, vùng 940. Vùng kháng cự 980 đây các anh chị. Ờ, có một điểm hỗ trợ, một điểm kháng cự đây và bắt đầu test lại vùng 940 lần thứ hai. Và khi vùng 940 bị thất bại thì chúng ta sẽ nói đến ở đâu? Đó là vùng 915, 920 và 925. Đây các anh chị, 920 và 925. Thì đây các anh chị, đây là nút thắt của thị trường thị trường chỉnh cung rất là mau lẹ luôn các anh chị và chỉ có cái phiên giao dịch ngày thứ tư và ngày thứ năm thì chúng ta mới có thể mua được cổ phiếu cho sang phiên ngày hôm nay thì là khó rồi sang phiên ngày hôm nay là đánh kịch trần ngay từ đánh tăng ngay từ đầu rồi đó như vậy là gì tinh thần là chỉnh cung rất là mau lẹ đó. và các anh chị mà mua thì xác định là chúng ta tập trung cao độ để chúng ta cân <laughs> và đối với chỉ số VN30 à, chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật 920 925 và nó bắt đầu có một cái lực long ở đây rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn về kịch bản của phái sinh thì hoàn toàn tương tự 980 đến 990 vùng 10.000 điểm đó là những cái vùng kháng cự mạnh của thị trường chúng ta lưu ý và đối với phái sinh thì chúng ta cũng có điểm test kỹ thuật ở 940 sau đó 920 và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 905 đối với chỉ số phái sinh chúng ta nhìn lại ở đây bắt đầu chúng ta có bản tin phân tích tuần video số 153, vùng chỉnh cung kỹ thuật thứ nhất đó là 940. Sau đó thì nó có lực long chạm vùng kháng cự 980 và nó đạp sọc Rồi và vùng chỉnh cung kỹ thuật thứ hai đó là chúng ta có nói đến vùng 920. Và trong tuần thì nó cũng uh, có một cái sự đồng pha đối với chỉ số VN30. À không. Ở VN30 là 920 đến 925, còn con này là 95 đến 920, tức là nó có một cái điểm chung đó là quanh vùng 920 ở anh chị và nó cũng à, về đến hỗ trợ này thì nó bắt đầu gì bật long và nó không có à, không có đến vùng hỗ trợ thứ ba ở 905 vậy thì chúng ta cứ phân tích lần lượt từng cái mặt hỗ trợ các anh chị hỗ trợ cao mà phá thì nó sẽ về hỗ trợ thấp thôi đó là quy luật của cổ phiếu và thị trường còn đối với chỉ số index à, chúng ta cũng có cản 980 đến 990 và index thì cũng sẽ test lại vùng 940 và sau đó thì biên 920 đến 930 mà long lại À, tích lũy này rồi bánh long tiếp là rất là đẹp à, thì chúng ta cùng nhìn lại đây <laughs> chúng ta cùng nhìn lại chỉ số index một tí ở trong tuần đó đây thì vùng chỉnh một là vùng 940 đầu tiên nó phải chỉnh 950 sau đó nó chỉnh đây vùng chỉnh đây là 940 đấy các anh chị đó thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư nó chỉnh về 940 mươi à, phiên giao dịch của ngày thứ năm là suýt soát là nó đi về được đến vùng 935 và sau đó lực long nó đẩy lên như vậy là gì index của chúng ta trong tuần nhìn chung là nó khỏe hơn so với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh mặc dù là chúng ta cũng đã dự báo gần gần sát ở gần sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đó, gần sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó và quanh vùng 935 thì nó cũng đồng pha với cả chỉ số phái trinh đấy các anh chị này nó cũng đồng pha với chỉ số phái trinh và chỉ số VN30 tại đây và nó dẫn đến một cái câu chuyện là bắt đầu từ đây thì chỉ số này lo ngược lên và như vậy thì index của chúng ta cũng bắt đầu phục hồi ờ, rồi như vậy là tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là thành công của thị trường về quan điểm kỹ thuật cùng lên là như vậy mặc dù điểm số thì có thể là nó không tăng uh, so với tuần trước nhưng về mặt uh, giá trị cổ phiếu thì gần như cổ phiếu đã đóng cửa được ở giá cao nhất tuần và dòng tiền thì uh, tiếp tục được duy trì tương đối ổn định tâm lý của nhà đầu tư đã vững vàng hơn và chính phủ thì cũng đang có những cái phương án uh, họp mặt giữa công ty chứng khoán giữa các bộ ngành để tìm ra những cái giải pháp cho cái kỳ đáo hạn trái phiếu của năm 2023 uh, và 2024 năm 2023 là cái cái số lượng trái phiếu mà đáo hạn, đáo hạn rất là lớn Ờ, chính vậy nên là khi đáo hạn và trong một cái tâm thế uh, như hiện tại nhà đầu tư khá là hoang mang vậy thì uh, nhà nước cũng cần phải có những cái chính sách về mặt vĩ mô để ổn định về tâm lý nhà đầu tư và có thể gia hạn cái, cái 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 kỳ hạn trái phiếu ra để cho các cái doanh nghiệp nó có cái nguồn tiền để mà duy trì sản xuất để mà duy trì phát triển thì đấy là những cái chính sách mang định hướng vĩ mô và trên góc độ kỹ thuật uh, thì theo như cái cái dự phóng của ông Nghe thôi thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp sóng tăng từ T5 đến khoảng T10. Và như vậy tuần tới <laughs> thì khả năng là phiên ngày giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm và sang phiên ngày thứ tư thì thị trường sẽ có một hai nhịp chỉnh cung. Đó và sau cái nhịp chỉnh cung đó tích lũy thành công thì nó lại tiếp tục kéo hay không thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo và đến thời điểm hiện tại thì hùng cũng cảm nhận rằng là thị trường của chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu tích cực hơn, à, tối ưu hơn và à, hợp lý hơn, đó và chúng ta cũng phải tranh thủ nói chung là tuần vừa rồi thì hùng cũng đã khuyến nghị à, anh chị em ở trên tim là gom thôi và các cái nhóm mà chủ đạo mà chúng ta gom thì vẫn là như vậy thôi à, nhóm à, banh thì chúng ta có bidv, có công thương, có stb, có liên việt, postbank banh đấy là những mã cổ phiếu có thể gọi là xem mặt trọng điểm đó, rồi đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ có một số các mùa mã cổ phiếu ví dụ VND, ở VIX, HCM và SSI, đó là những cái mã cổ phiếu cũng rất là trọng điểm. Với nhóm ngành bất động sản thì chúng ta sẽ có DG Sell, chúng ta có đất xanh, DG và chúng ta có Nam Long KDH và HDG HDC. Đó, ví dụ những cái mã cổ phiếu đấy cũng là hết sức ở tâm điểm. Nhóm thép thì chúng ta không nói rồi, bốn mã cổ phiếu khá là căn bản gồm Hòa Phát Hoa sen Nam Kim và VGS đó. À, rồi, và bây giờ thì uh, Hùng sẽ có một vài cái dự báo các à, anh chị nhé dự báo. À chứ không phải là báo, à, dự báo. Thì với cái đà hưng phấn của thị trường thì uh, <laughs> khả năng VN30 của chúng ta sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ kéo đây các anh chị một cái nhịp long, khả năng là nhịp long này nó sẽ tiệm cận lại uh, vùng 980 đến khoảng vùng 985. Trước mắt sẽ là như vậy. Và về đến vùng này thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp test cung về mặt kỹ thuật và Hùng kỳ vọng ở góc độ là VN30 sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 950 đến khoảng vùng 960 đó anh chị ở cái vùng này vùng 950 đến khoảng vùng 960 nó là hợp lý nó tích lũy trở lại và bắt đầu tiếp tục hành trình để công cái kháng cự 1.000 điểm tuần tới sẽ là cái tuần rất là tâm điểm là thị trường sẽ hướng đến mốc 1.000 điểm Đối với chỉ số phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy Như vậy là phái sinh cũng đã có một cái phiên giao dịch ngày thứ sáu rất là thành công với lực kéo mạnh ở phiên chiều Và với cái lực kéo như vậy thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là tuần tới thì phái sinh sẽ kéo về ở vùng khoảng vùng 985 Vùng 9585 đến khoảng vùng 990 điểm và khi về đến vùng này thì nó cũng sẽ bắt đầu có những nhịp test cung kỹ thuật quay trở lại và căn cứ những cái nhịp test cung thì đầu tiên thì chúng ta sẽ hướng đến tất nhiên là khi cái quá trình nó test cung thì nó sẽ từ cao xuống thấp ví dụ đầu tiên nó sẽ kiểm tra lại trăm uh, vùng 960 sau đó là sẽ vùng 955 và 950 tức là uh, phái sinh vào VN30 thì cũng sẽ kỳ vọng ở trên nhịp phân tích tuần tích lũy ở khoảng quanh vùng 950 đến khoảng vùng 960 uh, đối với chỉ số VN index, index <laughs> À, với cái đà hứng phấn như vậy thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng là nhịp này thì chúng nó uh, là, là, là 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 thị trường sẽ kéo lên lại nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi vùng 980 đến khoảng vùng 985 và khi kéo về đến vùng này thì nó phải có một cái hình thành một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ngắn hạn ở đây uh, còn chỉnh về đâu và chỉnh như thế nào thì trên cái góc độ chỉnh cung tuần thì cũng tiếp tục kỳ vọng là uh, chỉ số index sẽ ổn định ở khoảng quanh vùng 9560. Đến khoảng vùng 9565, đây sẽ là cái vùng mà uh, kỳ vọng thôi, đó và nó sẽ ổn định được ở trên cái vùng này tích lũy long. Uh, tích lũy và sau đó thì lực cầu tiếp tục uh, bật ban bật tăng trở lại. Và nếu như chúng ta tính một cái nhịp gọi là nhịp chỉnh cung về mặt kỹ thuật đó thì cũng sẽ kỳ vọng là thứ hai và thứ ba sẽ hưng phấn tiếp tục tăng điểm. Phiên ngày thứ tư Thứ năm có thể sẽ chỉnh cung và đến phiên thứ sáu kết tuần thì thị trường lại bắt đầu tiếp tục quay trở lại tăng trở lại. đó là trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì khả năng ở trong quý 1 của năm 2023 cho đến khoảng tầm quý 3 của năm 23 thì thị trường chung nó sẽ có những cái sóng lan tăn. Tức là có những cái sóng tăng và sóng giảm đan xen nhau và có thể bắt đầu khoảng quý 3 của năm 2023 đến khoảng quý 1 của năm 2024 thì thời điểm đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường chứng khoán của việt nam sẽ bắt đầu có những sóng tăng mạnh và sóng tăng lớn à, nói như vậy để làm gì để các anh chị cũng uh, phóng cái tầm nhìn của mình ra một tí uh, view rộng ra một tí để chúng ta tránh những cái áp lực ngắn hạn uh, tránh cái áp lực ngắn hạn và trước khi mà kết thúc bản tin tuần thì hùng cũng có uh, nhắc lại và cũng có uh, nhắn nhủ lại với tất cả anh chị em đó là cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng của chúng ta Uh, là một cái kênh trao đổi thông tin giữa nhà đầu tư và cá nhân Hùng Lê và Hùng Lê với cá nhân nhà đầu tư. Thì chúng ta có cái sự trao đổi hai chiều với một cái tiêu chí đó là làm thế nào để chúng ta trao dồi những cái kiến thức kinh nghiệm để đi bền, đi chắc, đi xa và đi dài ở trên thị trường chứng khoán. Đó là Hùng lưu ý như vậy. Bởi vì cũng biết rằng là trong nhịp vừa qua rất nhiều những anh chị em chúng ta dùng cái full margin một cách không có kiểm soát và chúng ta đã bị thua rất đau. Thậm chí là có những cái tài khoản ví dụ như là đánh 3 4 tỷ và chỉ vì full margin nên bây giờ nó cụt vốn này. Nó chỉ còn lại có 2 300 triệu nữa thôi à. Và 400 3 400 triệu nữa, đấy là cái thực tế trong cái nhịp vừa qua. Đó, ờ, chính vậy nên là chúng ta phải hết sức là kiểm soát những cái 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 cái, cái vay mượn đó đấy là một cái điều mà lưu tâm và chúng ta muốn thành công ở trên thị trường chứng khoán thì sẽ kiếm tiền từ từ không thể kiếm vội vàng được chúng ta kiếm tiền từ từ tích góp từ từ đi, từ từ đi từ từ đi chậm đi chắc và đi bền ok bản tin tuần đến đây là hết trùng lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo